Vâng. Mình ngồi cùng bé như thế này, đây là cái tư thế mà cảm thường xuyên được dùng nhất, và trên ở khoa mình cũng cũng dùng này, cái cách như thế này. Bệnh nhân làm rất là thoải mái, chúng ta kê một cái gối ở phía dưới vai của bệnh nhân, làm mục đích là để cho cái phần cổ á, cái phần họ bên này nó ưỡn ra tối đa, để chúng ta có thể khảo sát được không chỉ động mạch cảnh mà các động mạch ở vùng 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 đỉnh phổi, ở vùng đỉnh phổi đến trung thất. Và thứ hai nữa là cái phần góc hàm hai bên nó cũng được rõ ràng hơn. Bệnh nhân nằm tư thế thẳng rất là thoải mái. Và bệnh nhân khám bên nào thì anh chị cho bệnh nhân nghiêng qua bên đối diện, bệnh bác sĩ cũng ngồi ngang với cái tầm cổ của bệnh nhân. Cái điều này rất là quan trọng trong việc anh chị tạo một cái sự thoải mái trong việc khám cũng như là đánh giá một cách chính xác cái thương tổn có thể gặp ở bệnh nhân. Cách thứ hai thì thông dụng hơn, đó là mình ngồi ở phía trên đầu thế này thì nó hơi bị tổ diện tích, nó hơi 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 phức tạp. Nếu mà anh chị dùng anh chị nhớ thì không được cái phần xương đắp lên xuyên sọ, bác sĩ cũng có người người ta ngồi ở như thế này thì thuận tiện cho cái việc là khảo sát ở trên trên đầu hơn hơn là ở phía ở vùng động mạch cảnh. Phương tiện rõ ràng cái mạch máu nó đóng như thế này thì chúng ta sẽ sử dụng cái đầu dò Lanier với tần số cao, nghĩa là khoảng tầm 7 MHz trở lên, gọi là tần số cao. Nó giúp cho chúng ta bộc lộ rõ được các cái lớp cũng như là các cái tổ chức ở vùng cổ, các cái lớp của mạch máu cũng như là các cái tổ chức ở vùng cổ. Tuy nhiên thì các anh chị lưu ý là một đôi khi chúng ta cũng phải cần sử dụng đến cái đầu dò cong. Như anh chị nào mà đi với mình ở phòng xem mạch máu, anh chị thấy thỉnh thoảng mình cũng có dùng cái đầu dò cong. Lý do có hai lý do. Thứ nhất là chúng ta dùng để mà khảo sát những cái động mạch ở xa, những cái động mạch mà nó bị khúc đi, bị khó bởi bởi cái cấu trúc giải phẫu ở vùng cổ, vùng góc hàm. Ví dụ anh chị đặt đầu dò Lanier ở vùng góc hàm, nhưng khi mình thấy bị cứng bởi cái xương hàm chẳng hạn, hoặc là cái tư thế bệnh nhân nó không có được thuận lợi lắm, thì thay vì thế mình dùng cái đầu dò cong thì mình khảo sát được sâu hơn, mình xuyên qua những cái khe, những cái kẽ dưới xương, mình thấy được luôn các đoạn xa của cái động mạch cạnh trong cũng như là cạnh ngoài. Thì lúc đấy mình sẽ thấy rất là rõ ràng động mạch cạnh ngoài nó sẽ phân nhánh như thế nào và động mạch cạnh trong nó đi vào nên xòm ra sao. Đấy là cái thủ thuật mà mình cần cần nhớ. Thứ hai nữa là một đôi khi các anh chị siêu âm động mạch đột sống ấy, nó sẽ không thấy được bằng đầu dò Lanier. Chị nào làm rồi thì cái chuyện này, mặc dù là mình chỉnh hết tất cả các thông số rồi, giảm scale xuống rất là thấp, nhưng mà mình vẫn không thấy được một cách rõ ràng cái động mạch đột sống. Thế thì mình có một động tác là mình đổi sang đầu dò Lanier, xin lỗi, đổi sang đầu dò cân cân vẹt với tần số thấp hơn, thì lúc đấy mình lại bắt được cái tín hiệu của mạch máu động mạch đột sống dễ dàng và nó rõ ràng, thậm chí là nó bình thường. Lý do là vì sao? Bởi vì là cái động mạch, xin lỗi, cái đúng rồi, cái động mạch đột sống á, ở một số người ví dụ như người lớn tuổi hoặc là những người mà có cái vùng cổ nó dày á, nó làm cho cái xuyên âm và cái sóng Doppler của mình nó yếu đi. Giúp và thứ hai nữa là cái đầu dò cong, cái đặc điểm của nó là tần số nó thấp hơn và cái độ nhạy của tần số Doppler nó thấp hơn và độ nhạy nó cũng cao hơn so với cái đồng đô do Lanier. Chỉ lưu ý thì không phải là lúc nào mình cũng chỉ có dùng cái Lanier, mà nếu mà không thấy được tín hiệu gì cả thì mình là kết luận là âm tính hoặc là tắc mạch hoặc gì gì đấy chưa chắc ha. Đó là cái kinh nghiệm mà mình thường dùng. Các cái tướng cách của động mạch cẳng thì cũng rất là khá là dễ dàng và đa dạng. Có thể là đặt đô do ở phía trước ha, phía trước cổ như thế này, hoặc là thì đô do từ bên như thế này, hoặc là đô do từ bên. Đầu tiên nó sẽ cắt cả mặt cắt ngang được, luôn luôn gắn nhẹ là các mặt máu ngoài biên cũng như là mặt cắt, thì anh chị luôn dùng cái mặt cắt ngang được và cắt từ đầu đến cuối, từ chỗ gốc cho đến cái vị trí chế độ của mặt cắt. Sau đó thì các anh chị xoay 90 độ lại và dùng cái mặt cắt dọc để đánh giá cái tình trạng của mặt máu, cái giải phẫu cũng như là bệnh lý có hay không có sơ vữa như là tương quan với các cái cấu trúc lân cận ha. Động mạch đột sống thì
cũng gần gần như thế, từ bề mặt cắt của động mạch cẳng thì chúng ta sẽ lắp cái đầu dò ra ngoài một chút xíu, và căn bản là chúng ta sẽ tìm tìm cái những cái bóng lưng bên, những cái bóng lưng của cái đột cái bên đột sống ấy. Đấy thì đó là cái mốc để chúng ta tìm được cái động mạch đột sống. Đoạn thứ hai nó sẽ nằm lén lỏi, nằm lấp ló đâu đấy giữa các cái bóng lưng bên như thế. Và từ đoạn thứ hai là chúng ta sẽ lưng lên và lưng xuống để đánh giá cái đoạn V1 cũng như là V3. Và đây là hình ảnh minh họa cho cái động mạch cẳng. Đầu tiên thì chúng ta sẽ dùng cái mặt cắt ngang như thế này, ta cắt từ dưới lên trên, cắt từ dưới lên trên, có thể là chúng ta cắt từ bên ngoài vào chẳng hạn, hoặc là cắt từ trên thẳng xuống, hoặc là cắt từ phía sau tới, rất là dễ dàng, bởi vì đây là cái động mạch nó khá là to. Cái vấn đề ở đây liên quan đến kỹ năng một chút xíu, đó là khi các anh chị ở đây chỉ cần có người ta cầm cái đầu dò cao lên để các anh chị thấy rõ cái hướng cắt của đầu dò thôi, hướng cắt thôi. Chứ còn nếu mà thực hành lâm sàng thì mình khuyên các anh chị là nên cầm cái đầu dò nó sát xuống phía dưới á. Thế thì khi mà cầm như thế, cầm bằng ba ngón tay thôi, và cái ngón út và ngón áp út thì anh chị tì lên cái bệnh nhân, và lúc mình đã đừng có đe mạnh nhé, đừng có đe mạnh, mình làm hết sức là nhẹ nhàng thôi. Cái việc anh chị đe và anh chị cầm cáo như thế này á, sẽ làm cho cái đầu dò nó rung và nó làm cho cái tay của mình nó mất vững, cái đầu dò nó không được liên tục với cái phân cổ như là mạch máu, nên các anh chị sẽ khó khăn. Thì mình cầm sạc xuống, giả sử như cái đầu dò ở đây thì mình cầm như thế này, mình cầm phía đầu dò ngay sạc qua hai cái tay của mình sẽ tì lên cơ thể mình như thế này, đó, rất là sạc. Đây là hình minh họa cho cái các động mạch thân nền hình ảnh xương sọ các hoạt động V4. Thế thì với cái kỹ thuật như vậy thì chúng ta sẽ có một số những cái hình ảnh bình thường như thế nào. Thế thì cắt ngang thì mặt mạch máu sẽ có hình tròn và hình bao dục, đây ai cũng biết rồi đúng không? Còn cắt dọc thì rõ ràng thì sẽ có hình ống kéo dài từ thân trước ra thân sau, và chúng ta sẽ dễ dàng phân biệt được các cái lớp. Và cái lớp mà quan trọng nhất mình cần lưu ý nhất trong thực hành lâm sàng chính là cái lớp nội động mạch, cái IMT, CIMT động mạch, cái giai đoạn nội động mạch và động mạch cảnh. Đó là cái mà các anh chị lâm sàng cần lưu ý đúng không? Ví dụ như là cắt dọc qua động mạch cảnh chung, cắt dọc qua động mạch cảnh chung, thì các anh chị có thể thấy là cái điểm lưu ý ở đây đó là cái thâm trường của nó rất là nhạt nhòa. Đấy, mặc dù là trước và sau thì nó giống nhau, nó chẳng có gì khác cả, nhưng mà đến hình ảnh thì nó là biểu hiện nó rất là nhạt nhòa, lý do là khi mà đi qua rất là nhiều những cái cấu trúc với cái độ phối ấm nó khác nhau và tần số phản ứng khác nhau như thế này thì nó bị khúc xạ đi, hình ảnh nó bị khúc xạ, nó bị tản xạ đi, dẫn đến là chúng ta thấy cái phương ảnh giả, cái phương ảnh giả nằm ở thân trước, cho nên người ta không bao giờ sử dụng thân trước để mà đo đạc và tính toán cả. Toàn bộ là người ta đều dùng ở thân sau, đặc biệt là cả IMT. Đây các anh chị thấy là cái lớp IMT được lên cái lớp từ trong ra ngoài mà hồi ống giảm ống như thế này, đó là chính là cái IMT. Các cái IMT thế nào thì tí xíu nữa mình sẽ trên bài. Ở đây là hình ảnh chúng ta cắt ngang từ dưới lên trên, các anh chị thấy từ cắt ngang từ dưới lên trên, từ phía dưới là mình có cái thủy phải đường giáp ha. Ví dụ đây là động mạch cạnh chung bên phải này, đây thủy phải đường giáp mình cắt lên thì bên đây cái đoạn nó bắt đầu phân to ra, chính là cái vị trí chuẩn bị chia đôi. Các bạn chứng là đây nó sẽ chia đôi ra đấy, chia đôi đi lên càng lên cao. Ở đây là cái gì đây ạ? Tiền dễ hàng đúng rồi, tiền bọc tiền hàng ha. Các anh chị để ý thấy là đến cái mặt cắt chuột như thế này á, thì cái đầu mặt cạnh trong đầu đầu này nó thường thường nó sẽ lớn hơn đầu mặt cạnh chung đúng không, thường thường là như thế mà nó lại nằm ở phía ngoài chứ không phải là nằm ở phía trong. Đấy là cái điểm một điểm thứ hai mình từng lưu ý khi mà phân biệt giữa hai cái loại này, là đầu mặt cạnh trong thì nằm ở ngoài, mà đầu mặt cạnh ngoài thì nằm ở trong. Và phía trước, phía đầu, phía đầu gốc của đầu mặt cạnh trong ấy, thì nó sẽ có một cái chỗ phân lên, người ta gọi là song cạnh hay là phân cạnh. Đó là một điểm nữa để mình phân biệt giữa cái đầu mặt cạnh trong và đầu mặt cạnh ngoài. Cho nên là cái đầu của đầu mặt cạnh trong này
nó thường thường nó sẽ lớn hơn so với cái động mạch cảnh, cảnh trong sẽ lớn so với động mạch bên ngoài nha. Tương tự như thế đối với và các dòng ta cũng lắc từ trong ra ngoài như thế nhé, từ trong ra ngoài. Đây một cách lấy mặt cắt chính giữa và dọc giữa thì chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh rất là rõ ràng. Còn là mặt cắt của bạn ở hai bên thì nó như thế này, như thế này. Đấy, thế thì sau khi đi lần lượt từ trên xuống dưới và đánh giá một cách sơ bộ cái động mạch cảnh thì chúng ta sẽ đi sâu vào cái việc là đó cái chỉ số IMT. Thế thì IMT thì là cái gì? Đó chính là cái bề dày của lớp nội trung mạc, tức là có hai lớp nội mạc và lớp trung mạc. Lớp ngoài mạc thì chúng ta phân tích vào đây. Theo nghiên cứu thì các anh chị đều biết là lớp nội trung mạc thì nó có liên quan mật thiết đến một số những cái bệnh lý, đặc biệt là bệnh lý liên quan đến tim mạch và những bệnh lý toàn thân, đúng không? Thế thì lâm sàng người ta luôn chú trọng cái đó cái IMT này. Thế thì người ta định nghĩa cái lớp sơ vữa nó như thế nào? Cái màng sơ vữa này tức là IMT, cái lớp nội trung mạc này nó bắt đầu nó dày lên, thường là dày cốt trụ ha. Và khi nó dày hơn ít nhất 50% cái thân mạch kế cận, hoặc là một số định nghĩa là lớn hơn 1.5 mm lô vào trong thân mạch thì người ta xác định đó là một cái màng sơ vữa. Tức là ví dụ chúng ta đo một cái IMT, đó một cái bề dày lớp nội trung mạc mà nó khoảng tầm từ 1.4, 1.3 đến 1.1 chẳng hạn thì chúng ta kết luận đó là dày IMT, đúng không? Và nếu như chúng ta đo chúng ta thấy nó lớn hơn 1.5, lớn hoặc bằng 1.5 hơn thì chúng ta kết luận đó là màng sơ vữa. Đấy, còn màng sơ vữa nó như thế nào thì là câu chuyện khác. Ở đây người ta có dùng thêm một cái bảng gọi là bảng bắt phân vị, thì cái này nó có vẻ chính xác hơn nhưng mà tiến sĩ nó lắm sang thì nó phức tạp và nó bị tiêu dùng. Tức là người ta sẽ có một cái bảng tùy theo vào tuổi giới tính và chủng tộc, bởi vì theo những cái nghiên cứu thì thường chúng ta sử dụng cái phân loại này của phương Tây, đi vào ở châu Á cũng như là các cái chủng tộc khác thì nó chưa có những cái bảng nó chính thức và riêng rẽ, cho nên là người ta vẫn sử dụng bắt phân vị này. Và khi căn cứ sau khi người ta đó, người ta căn cứ vào cái bảng đấy và người ta sẽ đưa ra cái tổng số xem là liệu bệnh nhân nó có dày hay không. Đây là một số những cái điểm mà các anh chị cần phải nhớ nhé. Khi mà đo cái IMT đầu tiên và rõ ràng là nó phải được đo trên cái siêu âm 2D, siêu âm đen trắng hay còn gọi là B1, chứ không phải là đo trên siêu âm Doppler, tức là mình chỉ đặt đôi do vào và mình ngay lập tức đo chỉ là đơn thuần chỉnh qua màu, vì màu nó sẽ làm nhiều đi cái hình ảnh của cái lòng mạch cũng như là cái phần tiếp xúc giữa cái màu cái lòng mạch với là cái thân mạch. Thứ hai là đo đến mặt cắt dọc đấy, chứ không phải là đo đến mặt cắt ngang. Chị lưu ý nhé, ta đo đến mặt cắt dọc chứ không phải là mặt cắt ngang. Đó vào giai đoạn cuối của tâm trương có nghĩa là sao? Khi các anh chị đặt đôi do và các anh chị thấy cái mặt nó đập giảm đấy. Dạ. Thế thì chúng ta sẽ đo ngay cái đo ngay cái thời điểm mà mạch máu nó có lại nhé, ngay cái thời điểm mà mạch máu nó có lại, và đó là cái đo là cái lúc mà cái IMT nó chính xác nhất. Đó ở vị trí nào? Vị trí đó lựa chọn đó chính là cái thân sau. Như mình nói là thân sau nó sẽ không bị cái ảnh giảm. Thứ hai nữa là từ đưa là nó từ cái chỗ chia đôi về phía xuống đi xuống dưới tối thiểu là 5 mm, và loại trừ cái vùng sơ vữa ra, ví dụ như ngay việc phía dưới chỗ chia đôi chẳng hạn mà thấy có một vài cái mảng sơ vữa nào đấy thì mình bỏ qua đi và mình đo cái phần còn lại, cái phần đều đặn còn lại xem nó có dày hay là không. Và đương nhiên rồi, khi mà đánh giá một cái mạng sơ vữa thì chúng ta sẽ đo càng nhiều chiều càng tốt, và thường thường thì đo bề dày như là chiều dài là hai cái chiều mà mình khuyến cáo thường dùng để mà đo. Sau đó mình quay trở lại và chúng ta theo dõi xem là nó có thay đổi hay là không. Ví dụ như đây là một hình ảnh mà mình lấy của ông thầy về cái cách mà đo cái IMT một cách chuẩn nhất. Đây là một cách dọc đi qua cái động mạch cảnh trung ở phía bên trái.
Đây cái chỗ phân phân này chính là cái chỗ chia đôi mà chuẩn bị đi lên cái động mạch cảnh cảnh trong. Thì đây là cái chỗ trước cái chỗ chia đôi của động mạch cảnh chung này. Thì tưởng tượng ra ha, thì thấy một cái mảng sơ vữa như thế này. Bằng mắt thường với kinh nghiệm thì hoàng minh hoàn toàn có thể nhận định được đấy là một cái mảng sơ vữa luôn, chứ mà không cần phải đo, không cần phải đo. Thế nên mình nẻ chỗ này ra và mình đo đến một cái đoạn là 10 mm sau cái mảng sơ vữa. Những cái máy thì em mới với 6 á, thì nó có cái mặc định luôn cái chế độ là đo tự động, tức là mình chỉ cần cắt cái mặt cắt này ra thôi và máy nó tự động nhận diện và nó cho mình cái giá trị trung bình ha, của cái IMT đi luôn. Nhưng mà đại đa số các máy thông thường thì mình vẫn phải đo thủ công, tức là chỉ đo trên một đoạn dài 10 mm, đo ba điểm ha, và lấy trung bình cộng của ba điểm này và cho mình cái thông số là IMT. Thì tương tự như thế, cái mạng sơ vữa thì mình sẽ đo vị trí dài nhất và chiều dài của nó. Đây là mình đưa ra hai cái chiều của mạng sơ vữa. Đây là đến xương hai chiều. Thì sau khi khảo sát được xương hai chiều rồi thì mình sẽ đánh giá đến xương đắp lưng mọc. Anh chị lưu ý nhé, nhiều người làm nhưng mà mình cảm giác là vẫn chưa cả có cái thói quen là chỉnh cái màu này nó cho nó chuẩn chỉ, nó cho nó chuẩn chỉ. Cái việc cái thói quen xấu này, cái thói quen mà không có chỉnh này thì sẽ rồi các anh chị sẽ gặp một số những cái tình huống mà là các anh chị bỏ sót bệnh hoặc là sai lệch trong cái chẩn đoán cho mình xem. Ví dụ như thế này, đây là cũng đến cái mặt cắt từ dưới lên trên, mà cắt ngắn như thế mà các anh chị sẽ bỏ về nặng đo lớp màu vào, đúng không? Xin lỗi, bỏ về cái hộp màu vào và nó sẽ cho ra cái hình mặt màu như thế này. Đấy, sẫm đỏ trên mặt cắt ngắn này nó không quan trọng. Những cái chỗ mà chế độ này thì lưu ý chỗ chế độ này, thế thì nó sẽ có cái hiện tượng là nó biến đổi màu. Lý do là bởi vì sao? Những cái chỗ chế độ này cái góc của nó sẽ không còn cố định nữa, nó sẽ rất là bị gấp khúc, chưa kể là nó có cái hình thành dây thanh cũng như là có một số những cái mảng sơ vữa kèm theo, cho nên là cái màu lúc đấy nó sẽ bị biến đổi theo cái chiều của dòng chảy cuồng xoáy ha. Ví dụ như nó đang chạy một cái chỗ thẳng thớm như thế này, nó chạy thẳng như thế này, tự nhiên nó đến một cái chỗ một cái ngã rẽ ha, một cái ngã rẽ hay là một cái ngã ba, thì nó va đập vào các cái đoạn uốn cong cũng như là cái chỗ chế độ nhé, cái thanh á, cho nên là mặt nó sẽ chạy lòn xà. Đương nhiên nó vẫn có hướng lên nào nhưng mà nó sẽ chạy cuộn lòn lòn xà bên trong, cho nên là nó sẽ có hình ảnh nó như thế này. Đấy. Và sau khi đi qua chỗ này đi lên phần trên thì anh chị thấy nó ổn định trở lại, cái lòng mạch nó thẳng thớm trở lại, thế thôi. Đó là một trong những cái phần năm năm nguyên lý của xương Doppler. Đây là một cái ví dụ cho thấy là mình nên chỉnh cái thông số và cái hình ảnh màu nó như thế nào. Đây là một cái hình ảnh bình thường cắt dọc qua chỗ chế đối của động mạch cảnh chung. Đây là mạch cảnh chung, đây là mạch cảnh cảnh gì ạ, cảnh ngoài, rồi đây là mạch cảnh trong. Thì các anh chị thấy là ở chỗ động mạch cảnh trong này nó có cái hình ảnh biến đổi màu do nó cuồng xoáy ở bên trong này, đi qua cái đoạn phân cảnh tương tự như thế đối với cái đoạn gốc của cái động mạch cảnh ngoài. Nhưng mà cái màu bên này nó khá là đều đặn, nó thể hiện rằng là cái dòng chảy ở trong này nó không bị ảnh hưởng bởi bất cứ một cái bệnh lý nào cả. Đấy, cụ thể là nó không bị sơ vữa, nó không bị tắc, nó không, nó rất là điều đặn. Thế thì bên này thì thế nào? Thực tế thì nó không phải là nó bị tắc, không phải là bị hẹp, không phải là cái mảng sơ vữa. Lý do là sao? Có đi qua cái đoạn này và đến về sau thì cái dòng chảy nó vẫn rất là điều đặn, nó vẫn rất là mềm mại, nó không có một cái aliasing, không có một cái thay đổi gì về cái dòng chảy cả. Đến cái hình ảnh đắp lớp màu mình vẫn có những cái đường đình về cái mạch máu, về cái tốc độ cũng như là hướng dòng chảy nhé, chứ không phải là chỉ có đắp lớp súng mới nhận được cái đấy. Thế thì nếu mà đấy nó là sơ vữa, nó là hẹp chẳng hạn, thì nó đang mức độ hẹp cũng sắp là hơn 50% rồi, nó không tập đi mà cắt dọc rồi, thì rõ ràng là cái dòng chảy đấy nó phải thay đổi, nó phải có aliasing, nó phải thay đổi cái dòng chảy ở phía sau. Nhưng mà rõ ràng không có gì cả, thì có nghĩa là sao? Do mình chỉnh cái màu nó chưa đủ, cho nên là đủ để chỉnh đủ là như thế này. Đây là trên cùng một bệnh nhân. Và như thế này thì nhiều khi là mình là nhầm lẫn với cái việc là nó có cái mảng sơ vữa như nó mắc ở đấy.
thứ nhất thay đổi về cái động mạch đột sống, động mạch đột sống như là cái động mạch trên thân hạch chéo hai chiều, hai chiều của động mạch đột sống. Đây đây là cái động mạch dưới đo các ngang, các chỉ tưởng tượng nó đang đặt cái đầu do như thế này. Đấy, thế thì mình đang cắt dọc qua động mạch đột sống nhưng mà lại là cắt ngang qua động mạch dưới đo. Đấy, cho nên động mạch dưới đo sẽ có hình tròn và đây chính là cái vị trí đi ra của động mạch dưới đo. Ở đây là mình thấy này, cái màu đỏ nghĩa là tương đương với cái phổ thế này, là màu đỏ là đi về phía đầu do, nghĩa là đi lên lên phía trên. Thế thì cái màu đỏ này chính là cái động mạch dưới đo và màu xanh là cái động mạch dưới đo đi kèm nhá, động mạch dưới đo đi kèm nhá. Đây là cái đoạn V2 đúng không? Đây là đoạn V1, đây là đoạn V2. Anh chị thấy là mình tìm cả cái mỏm ngang của cái đột sống thì ở giữa cái mỏm ngang này nó sẽ lòi ra cái động mạch dưới đo. Và anh chị lưu ý là thường thường động mạch dưới đo nó sẽ đi kèm với tĩnh mạch dưới đo và tĩnh mạch nó sẽ nằm phía trước của động mạch. Thế nên là mình để ý cái động mạch điểm này để mình tránh bị nhầm lẫn nhé. Động tĩnh mạch nó sẽ đi phía trước của động mạch. Ở đây chẳng hạn thì người ta sẽ làm cái sóng Doppler xung để đánh giá cái động mạch dưới đo luôn. Thế thì ở đây là người ta để màu đỏ là đi lên, xin lỗi, màu đỏ là đi về đầu do, mà màu xanh là đi về xa đầu do. Thế nên ở dưới đây là gốc, ở đây là ngọn, và cái màu lúc này là màu xanh, có nghĩa là nó đang đi đúng chiều đúng không? Đấy, mà nó đang đi đúng chiều, nó khác với trên đây là màu đỏ, có nghĩa là sao mình nắm vững cái nguyên lý của sóng rồi á. Thế thì mình có sẽ không bị lầm lẫn giữa màu đỏ và màu xanh, giữa đúng chiều và ngược chiều. Đi xuống thì dĩ nhiên là cái phổ nó sẽ đi xuống, nó nằm ở dưới đường đặc điện. Đến Doppler xung sau khi đi 2D đen trắng màu thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến là khảo sát Doppler xung, tức là mình thả cái cửa sổ xung vào trong cái mạch máu. Thì chúng ta sẽ thấy được cái sự khác biệt giữa các loại động mạch. Thế thì ở đây là hình ảnh minh họa. Đây là các anh chị thấy, có thể thấy là cái động mạch cảnh chung nó tách ra thành hai nhánh đúng không? Đấy, thì mình bỏ cái cửa sổ vào đây có nghĩa là mình đang khảo sát cái động mạch cảnh chung. Thế thì phổ của nó sẽ như thế này, nó sẽ có cái dạng phổ một pha, phổ một pha nhé. Và khá là đều đặn như thế này. RDI thì là trung bình. Tiếp đến chúng ta đặt giá cái mạch máu này chẳng hạn, mạch máu này chẳng hạn, thì anh chị để ý đây là có cái cửa sổ này, người ta đặt ở đây, và nó cho ra một cái dạng phổ như thế này. Cái giữa hai cái phổ này nó có gì khác nhau, thì có thể phân tích một cách sơ bộ xem là giữa hai cái phổ này nó có gì khác nhau. Nó đều là một pha đúng không? Đấy, nó đều là một pha. Nhưng mà điểm khác nhau cơ bản ở đây là cái gì đây? Huyệt thông trường. Đúng rồi, huyệt thông trường, chúng gọi là huyệt tiền sản, đó là huyệt tiền thông trường á. Và dựa vào cái huyệt này chúng ta sẽ nhận định luôn đây vậy là cái động mạch cảnh ngoài nha. Đúng rồi, động mạch cảnh ngoài nha. Đó là một trong những cái điểm khác nữa để chúng ta phân biệt cái động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài dựa trên cái đốc lân sung. Thế động mạch cảnh trong nó sẽ có phổ như thế nào? Nó sẽ có phổ gần giống hơn đối với động mạch cảnh chung. Nếu mà so sánh thì động mạch cảnh trong và động mạch cảnh chung có cái phổ nó tương như nhau, với cái đỉnh tâm thu nó rất là nhỏ như thế này, và nó sẽ có cái sóng tâm trương nó thoái thoại như thế này, và nó hoàn toàn là không có cái huyệt tiêm tâm trương. Đây chính là cái phổ của động mạch cảnh trong. Anh chị nhớ là mình chỉnh màu làm sau đấy cho nó đều đặn như thế này nhé. Thế sau đấy mình mới lấy phổ chỉ đơn để nó nhiều như thế này, hoặc là mình bắt tay vào mình lấy phổ ngay lập tức như thế là sai. Đây là một số những cái giá trị tham khảo vận tốc đỉnh và cái vận tốc tâm trương, vận tốc đỉnh tâm thu và vận tốc tâm trương của các mạch máu, ví như động mạch cảnh trung, động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài, theo một số những cái tác giả nổi tiếng. Đây là cái bảng mà mình vừa nhắc đến đấy, một số những cái điểm mà phân biệt giữa động mạch cảnh trong và động mạch cảnh ngoài. Ngoài ra là có một cái điểm mà lúc nãy mình có nhắc đến, đối với cái động mạch thái dương nông, tức là mình sơ ngay phía trước mà tình trạng chỉ bị đau đầu hoặc là chỉ thấy khó chịu, chỉ rơ lên thành đập 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 đập, đây là trên động mạch thái dương nông ngay phía trước bên tai.
Thì khi mà mình đặt đầu do vào vùng cổ và đánh giá động mạch cảnh và mình không biết liệu đấy là động mạch cảnh trong hay động mạch cảnh ngoài thì mình chỉ có thể ép hả? Đơn giản hơn mình ép là bên này đấy. Mà nếu như nó có thay đổi nghĩa là mình dồn cái máu về phía thường lưu của nó, dồn phía dưới thì rõ ràng cái phổ và động mạch cảnh trong nó sẽ thay đổi, xin lỗi, động mạch cảnh ngoài nó sẽ thay đổi, đúng không? Cái động tác đơn giản thôi, bởi vì không phải lúc nào là cái sóng cảnh cái tinh cảnh nó cũng hiện diện một cách rõ ràng, hoặc là cái phổ khuyết tinh thông trương này nó cũng có thể hiện diện rõ ràng, nó có thể thay đổi đấy. Cho nên là mình sẽ sử dụng nhiều cái kỹ năng, đúng không, nhiều cái tích để mà phân biệt giữa hai cái loại này. Rồi mình đi qua một chút về phần bệnh lý, và thể phần bệnh lý của mạch máu mông cảnh thì nó cũng khá là đơn giản thôi. Đầu tiên và thông dụng nhất đó chính là cái sơ vữa động mạch, cơ chế về thành phần cái mạch sơ vữa này thì thôi mình tạm thời mình sẽ không nhắc qua, là các anh chị bên nội khoa cũng biết không nặng vững vàng hơn mình. Một điểm lưu ý thôi là cái những cái sơ vữa này nó sẽ thường thường nó sẽ xuất hiện ở những cái vị trí mà nó có tách nó chia đôi, chia nhánh, hoặc là những cái vị trí nó có gấp khúc. Lý do là bởi vì cái dòng máu bên trong nó có của cái nặng, nó có hiện tượng nó cuộn xoáy thì nó gần dân da, nó sẽ làm tổn thương cái mạch máu, nó dễ tổn thương hơn so với những cái vị trí mà nó thẳng thớp á. Cho nên là nó sẽ kích hoạt cái quá trình viêm ở cái lớp nội mạc và đặc biệt là cái lớp nội trung mạc. Cho nên là thông qua cái quá trình viêm này kích hoạt cái thực bao và nó ngưng tập đến đấy, cái em xuất hiện ở bên trong và nó hình thành đến cái mạng sơ vữa. Và theo cái quá trình thì nó sẽ có vối hóa không vối hóa, nó có bơ điêu không bơ điêu, và hình thành đến cái mạng sơ vữa ác tính hay là không ác tính. Đây là cái cơ chế. Thì một số điểm khác cần lưu ý thêm đó là 2/3 trường hợp thì là cái sơ vữa nó hình thành ở ngoài não, tức là cái nhồi máu não đại đa phần thì nó bị một cái mạng sơ vữa nào đấy từ cái đoạn xa và nó trôi về não và nó làm cái tắc mạch cấp, cho nên nó tạo nên cái tình trạng là nhồi máu não, đúng không? Hơn là cái việc là nó hình thành sơ vữa ngay ở bên trong não. Để đánh giá cái mạch sơ vữa thì có hai cái điểm mà chúng ta cần lưu ý, đó là một mạch sơ vữa như thế nào thì được gọi là có tiên lượng tốt, và mạch sơ vữa có tiên lượng xấu hay còn gọi là mạch sơ vữa ác tính. Thứ nhất là căn cứ vào cái bơ nó rõ và nó nhặn, nó trơn lát thì không đáng ngại. Thứ hai là nó đông hồi âm hoặc là nó tăng hồi âm hoặc là nó có vối hóa thì cũng không đáng ngại. Bề dày thì 4 mm thì nó cũng không đáng ngại, bởi vì nó cũng chẳng gây hẹp đáng kể cái động mạch cũng như là cái chiều dài thì nó cũng như thế. Nhưng đối với những cái mạng sơ vữa mà nó có cái bơ nó gồ ghề, nó giảm hồi âm hoặc là hồi âm nó không đồng nhất, nó dày quá hoặc là nó dài quá, thì đó là những cái mạng sơ vữa mà chúng xếp vào cái loại tiên lượng xấu và loại nguy hiểm, hay còn gọi là sơ vữa ác tính. Thì như lúc nãy là có trao đổi với bác sĩ Hiếu đấy, thì cái việc mà đánh giá cái mạng sơ vữa này, ngoài cái việc là chúng ta xem cái tính chất của cái mạng sơ vữa thì chúng ta còn đánh giá luôn cả cái mức độ hẹp. Thì trên cái ứng dụng đến cái thực hành lâm sàng thì có rất là nhiều cách để mà đánh giá cái độ hẹp này. Quan trọng nhất vẫn là đánh giá cái động mạch cảnh trong, đúng không? Quan trọng nhất vẫn là đánh giá động mạch cảnh trong. Thì người ta sẽ có hai cái trường phái chính để đánh giá cái mức độ hẹp của động mạch cảnh trong, đó là theo cái trường phái Bắc Mỹ và theo cái trường phái của châu Âu. Thì không biết anh chị ở cơ sở thì dùng cái trường phái nào, nhưng mà đây thì người ta thích cái trường phái của châu Âu hơn, ECSP của châu Âu hơn, và người ta dùng cái cách đánh giá này để người ta căn cứ, người ta đưa ra cái phương thức điều trị. Thì nó khác nhau cơ bản giữa hai cái phương pháp này, đó chính là cái vị trí mình đo, cái điểm mấu chốt là cái lòng mạch hẹp còn lại này thì luôn luôn được nhắc đến. Nhưng mà đối với cái trường hợp Bắc Mỹ thì người ta sử dụng cái tỷ lệ giữa cái vị trí cái đường còn lại này trên cái lòng mạch ngay phía sáu chỗ hẹp. Còn trường phải của châu Âu thì người ta sẽ sử dụng ngay tại chỗ này, tức là người ta sẽ ước lượng xem là cái đường kính lúc mà chưa gặp bệnh lý, cái đường kính bình thường là bao nhiêu, và
trên cái tỷ lệ với cái đường kính long mạch còn lại này. Và PCSD tức là của châu Âu thì nó có vẻ chính xác hơn, nó có vẻ chính xác hơn bởi vì nó đánh giá ngay ngay tại cái mặt này. Chỉ còn so sánh cái mức độ hẹp mà dựa vào cái long mạch và cái đoạn mạch ở sau thì nhiều khi nó cũng chính xác, là bởi vì cái đoạn mạch ở sau nhiều khi khoảng cách cái đường kính nó chưa chắc là tương đồng với cái đường kính tại chỗ này. Cho nên là mà anh chỉ lưu ý thì hai công thức này nó chỉ áp dụng với cái đoạn phân cạnh thôi, cái đoạn song cạnh của đoạn mạch trong thôi nhá, chứ nó không có dùng cho cả cái đoạn mạch khác. Ví dụ như là mạch chung và đoạn mạch cạnh ngoài ấy, thì chúng ta dùng cái cách đó và tính cái chỉ số hẹp tương tự như là ở ngoài biên cũng như là cả cái mặt ngoài khác. Còn cái ASAT và cái ICT này chỉ dùng cho cái đoạn phân cạnh của đoạn mạch cạnh trong thôi. Như mình đã nói là có rất là nhiều những cái cách để mà mình phân loại hẹp. Trong một số những cái tài liệu khác người ta lại phân hẹp khác kiểu như thế này, tức là cái đoạn mạch cạnh trong này, mạch cạnh trong này, người ta căn cứ vào cái vận tốc đi qua đoạn mạch cạnh trong và cái tỷ lệ giữa đoạn mạch cạnh trong và đoạn mạch cạnh ngoài, và người ta đưa ra cái mức độ hẹp như thế này. Và thường thường thì đại đa số các tài liệu thì đến 70% thì bắt đầu người ta sẽ tiến hành can thiệp, đúng không, có thể mổ hoặc là đặt stent gì đấy. Hoặc là một cách đo khác, ví dụ như là thường thường anh chị là thường thấy là mình đo cái chỉ số hẹp này thì lại có hai cách. Một là người ta dựa vào cái đường kính tức là cái diện cắt ngang, mình đo cái đường kính. Thứ hai là người ta sẽ đo dựa vào diện tích, tức là nhiều khi nó sẽ không có cái sự tương đồng giữa cái đường kính cũng như là cái diện tích. Ví dụ như là cái này hẹp chẳng hạn, theo cái diện tích thì nó lên đến là 75%, nhưng mà theo cái đường kính thì nó chỉ có 50% thôi, đó 50% thôi. Cái cách đó thì tùy vào một máy thì nó sẽ có một cách đó khác nhau. Thế thì không quan trọng là cả anh chị sử dụng cái cách đó nào, nhưng mà đã sử dụng cách đo nào thì cả anh chị làm ơn ghi chú ở phía dưới ấy, là mình hẹp nhất là theo cái phân loại nào, và thứ hai là hẹp theo diện tích hay là hẹp theo đường kính, đúng không? Để thì người ta mới có thể mường tượng ra được, và thứ hai là người ta sử dụng nó làm theo dõi trong những lần sau. Thì bây giờ mình đo theo đường kính mà mình ghi 50% chẳng hạn, lần sau người ta để người ta gặp một bác sĩ khác là đo 75% theo diện tích, như thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả, đúng không? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Để cho cái cách đó mà thường dùng ở bất cứ một cách mặt nào nào nhé, bất cứ một cách mặt nào nào mình đều có cách đó như thế này. Để mình hành vận hòa cho cái việc là đường kính ở đây, tức là người ta đo cái tỷ lệ này trên cái long mạch còn lại qua cái long mạch lúc ban đầu, cái đường kính long mạch lúc ban đầu đo ngoài nhé, đo cái phía ngoài ấy. Thì ước lượng đó là được 62% theo diện tích, nhưng mà người ta kẻ một đường từ bên này qua bên này, thì cái đường kính cái đoạn long mạch còn lại nha, chia cho cái đường kính ban đầu này, nó lại chỉ có 40% thôi. Thế thì họ không lẽ là nó lại là ít hẹp hơn à? Không phải, chẳng bằng ở chỗ là mình sử dụng cái cách đó thôi. Qua phân một bệnh lý thứ hai, nó cũng không phải là hiện gặp á, cả chỉ làm tim mạch thì không phải là hiện gặp, đó là bệnh lý Takayasu. Nhắc đến Takayasu thì các chị đều biết đó là liên quan đến cái sơ vỡ cái lớp áo ngoài và lớp áo giữa, nó chỉ bị cái lớp áo ngoài và lớp áo giữa thôi, nó khác hoàn toàn với cái đồng chí sơ vữa, chính là bị lớp nội động mạch, đúng không? Thứ hai nữa là nó chỉ chủ yếu là tổn thương các động mạch lớn và các động mạch vừa, chứ không phải là tổn thương các động mạch ở phía ngoài bi quá xa, đúng không? Đó là hai điểm mình cần phân biệt với các loại bệnh lý khác. Nó sẽ được phân thành 5 điểm như thế này. Thường thường thì nó sẽ, chúng ta thấy là nó bị các cái nhánh của động mạch cạnh, những cái nhánh của động mạch chủ, ví dụ như là nhánh động mạch thân cận tới đầu này, động mạch cạnh trung hai bên, hay là động mạch dự đoan hai bên đấy. Các cái điểm khác thì liên quan càng sâu đến cái động mạch chủ thì nó sẽ phân loại tùy theo đó. Một điểm về lâm sàng đó là sự chênh lệch huyết áp giữa hai tay, những cái này thì các anh chị lâm sàng nắm rồi ha. Và đặc biệt là hình ảnh thì là dây thanh đồng tâm, một cái mạch máu trên một cái đoạn lớn ha.
đây đây là nặng mà lại được đó là cái nặng các chị thấy là mình đang dùng cái đầu dao sắc to để mình đánh giá cái phần họng ức ạ. Cho nên là phần này thì hơi khó, phần này hơi khó khó làm trên cái đầu dao cong hoặc là đầu dao lên yên, thì mình dùng cái đầu dao sắc to. Và đây là cái động mạch qua động mạch chủ ha, qua động mạch chủ thì đây là có các cái nhánh, đây là động mạch đặc trung bên trái hay động mạch đặc trung bên trái như động mạch dưới đó bên trái. Thì khi mà đi ra ngoài thì chị thấy là cái tín hiệu Doppler nó rất là rơi rạc và cái thanh nó có vẻ dài như thế này. Và khi mà chúng ta dùng cái đầu dao Lanier để đánh giá sát hơn cái động mạch cạnh chung thì anh chị thấy là đây cái thanh nó rất là dài ở đây, rồi nó dài đồng tâm, nó cạp với cái trên một đoạn dài, nó cạp với cái sơ vữa thì nó thường dài lệch tâm và nó trên những cái đoạn ngắn, trên những cái đoạn ngắn đây, trên một cái đoạn dài như thế này và cái mặt bên trong nó bị teo hẹp lại không chút xíu thôi đây. Và lúc này thì mình phải bằng cái scale xuống rất là thấp thì lúc đó họ máy mới thấy được cái dòng chảy nó vong rất là lén lỏi ở bên trong đó. Một trường hợp khác cụ hơn với cái thế này dài thanh đông tâm trên một đoạn kéo dài là một tập trung và đây là một cách chậm nó rất là điêu và nếu bệnh nhân không được điều trị thì cái thanh này nó sẽ có tình viêm, nó sẽ kéo dài và nó hẹp dần lo sản xuất cơ thì một bệnh lý bị gặp hơn. Và thường thì bệnh lý này mình thường gặp và mình thường gặp khi mà làm DSA chụp mạch nhiều hơn là mình ghi nhận được đến siêu âm, bởi vì là nó thường gặp ở cái đoạn xá, cái nhu cầu não mà gây gặp ở đoạn xá hình ảnh như thế này ở đoạn xá thì mình thường ít gặp hơn. Nếu có thì là nó sẽ xuất hiện dạng là có thắt từng đoạn, là thắt lại từng đoạn như là dạng chuỗi ngọc vậy, chỉ tưởng tượng như là dạng chuỗi ngọc như thế này. Phần động mạch thì nó khá là thường gặp, nó cũng phải là ở chỉ cái động mạch cảnh không thôi mà là cả ở động mạch toàn thân nữa. Phần mạch thì nó có cái dạng đặc thù của nó đến cái xuống đắp lớp màu, đó chính là cái nặng mà các anh chị đã thấy đây, đây là nặng âm dương đúng không, người ta còn gọi là dinh dang sai, hoặc là người ta bị với cái cơ hàn quốc nó cũng lấy cái dấu âm dương ở giữa như thế này, người ta gọi là khi mà ta cắt ngang qua cái tử phân á, cái tử phân ha, bệnh nguyên thì có thể do chấn thương dẫn đến phân đấy là nói dòng giả phân á. Giả phân thì là có thể là do chấn thương hoặc là do can thiệp. Như lúc được mình cho anh chị xem một cái hình ảnh của cái túi phân dạng hình túi ha, mà nó có cái hình ảnh là mạch máu nó phục liên tục vào đấy, như thế là cái dạng phân nó cũng có cái dính dáng giống như là cái phân phân mạch thực sự. Tuy nhiên cái điểm cần lưu ý ở đây đó chính là cái thanh mạch của nó cũng có cái các cái lớp như là một cái phân mạch thực thụ. Đây là hình ảnh của một cái giải phân sau bệnh nhân được can thiệp ở vùng cổ này, chị thấy là bên trong nó có khối ống như thế này, ở đây có vẻ như là có một cái dòng chảy và bên trong nó có huyệt khối, đúng rồi, và bằng chứng là đến số Doppler màu thì cái phân huyệt khối này nó không còn cái tín hiệu Doppler nữa, đúng không? Đây nhiều huyệt khối như biệt lời. Đây là giải phân ha, bóc tách động mạch cảnh thì nó hiện hết, nó thường thường đi kèm với cái đồng chỉ là phần ha. Cái bóc tách thì nó tạo thành hai lòng, lòng giả và lòng thật. Và cái điểm cần lưu ý ở đấy đó chính là mình làm sao mình phân biệt được đâu là lòng giả, đâu là lòng thật. Nếu như các anh chị thấy được mỗi hình ảnh mà một cái lớp nội mạc nó phức phới giống như kiểu cái ván tĩnh mạch chẳng hạn đấy, thì mình rất là dễ chẩn đoán rồi đúng không? Nhưng mà nếu như nó bóc tách đến một cái đoạn dài luôn đấy, thì chỉ có hai điểm lưu ý. Thứ nhất là cái lòng thật á, thì thường nó sẽ nhỏ hơn so với cái lòng giả. Và thứ hai nữa là cái khi mình làm cái Doppler xem Doppler á, thì cái lòng thật á, cái vận tốc bên trong á, nó sẽ thấp hơn so với cái vận tốc của cái lòng giả. Đó là hai điểm chủ yếu mà thường mình sẽ phân biệt với giữa cái lòng thật và lòng giả trong cái phân mạch. Không phải là xin lỗi như bóc tách, không phải là đối với cái động mạch cảnh mà bất cứ một cái mạch máu nào, đặc biệt là thường gặp nhất là động mạch chủ bụng, đúng không? Này, đây là mình nói ra.
khi mà thấy được một cái hình ảnh bóc tách như thế thì mình sẽ tìm tìm cái điểm ra vào bóc tách. Đương nhiên nếu bóc tách trên một đoạn quá dài thì cũng phải lúc nào mình cũng có thể tìm ra được, rồi đánh giá luôn cái đặc điểm của dòng chảy trong lòng dạng lòng thực.